Chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2022. Hôm nay vải tắc đường, trên kia tắc đường vải nhiều quá nên ô tô xuống đây các bạn ạ. Vải thổ lên thổ xuống rất là nhiều. Hôm nay do các cửa cân Trung Quốc hàng đắt nghỉ nhiều nên là do cửa biên không thông Trung Quốc, nó không thông cửa biên, không sang được. Hàng chưa sang được lên các chủ cửa hàng, hàng vải đắt không sang được biên nên họ nghỉ nhiều. Vẫn còn có những cửa hàng khác mua nhưng chỉ giá tầm trung, nên kể cả bây giờ họ cũng đủ hàng rồi, tầm này cũng gần trưa thì đủ hàng rồi. Nên họ thổ lên thổ xuống rất là nhiều, vải xấu vải đẹp thổ lên xuống rất là nhiều và tắc đường ở những cái điểm cân mọi ngày. Mọi ngày thì điểm này thì họ cũng cân đây, nhưng mà hôm nay nghỉ mấy hôm nay đặc biệt nghỉ rất là nhiều. Ui, quả đẹp thế này. Ui, trứng à chú? Tắc đường dài dài các bạn ạ. Rồi, vải ùn tắc trên kia. U trứng à chú? Đây u trứng đâu không? Trứng như nhỉ? Ừ, nhìn có u trứng thích thật nhỉ? Đây là u trứng nha các bạn nhá. Nó giả bao nhiêu rồi chú? Bán đâu? À, chưa ấy à? Vô địch nhỉ? Đây là quả u trứng nha các bạn. Quả to không? Có mấy ngón tay này, ngón tay chỉ là con cháu thôi. Ngoài này là toàn bộ là vải Thanh Hà. Tắc đường rất dài. Tắc đường rất dài các bạn ạ. Đi đâu đây? Này, tắc tít trên ngã ba Đồng Cốc qua đấy khá dài rồi, dần càng tắc các bạn ạ, vải bị ùn tắc. Tắc những cái xe vải họ cứ đậu chờ, người ta giả giá chờ mua ấy, ở đường ấy không đi được nên là ô tô lên thì không thể qua được. Vải thì cũng chưa nhiều lắm nhưng mà vẫn tắc do ít cửa cân. Sọt này họ giá bao nhiêu? Dưới cái họ giá bao nhiêu rồi chú? Rất đẹp. Đây, cái nhà đây đây. Cái nhà mình ở đây. Quá nhiều. Xem những sập vải này. Họ giá bao nhiêu mà chưa bán hả nhé? 15-16 đây anh. Hôm nay 15-16 đây à? Sáng sớm em một bán 28 rồi. Sáng sớm 28 rồi. Hôm nay chuyến sớm được tiền á nhỉ. Vâng. Anh cũng đi buôn lửa buổi là cũng được có 21 thôi. Trên có nhiều điểm cân không anh? Trên nhiều điểm nhưng giờ lên khó lắm, tắc có mấy điểm. Tắc nhiều. Nói chung là bây giờ cứ giả là bán thôi. Giờ đa số nó sắp đủ hàng hết rồi. À. Tắc đường rất là nhiều các bạn ạ. Chẳng lẽ lại quay xuống nhỉ? Ờ, quay xuống rộng thì lại quay xuống thôi. Quay xuống mà có đường xuống. Quay xuống đường có tắc không? Dưới có tắc không? Dưới cũng tắc rồi em. Ừ. Thế thì giờ đến giờ này. Tắc nhiều như này. Mà xe này nó lên đến đây thì chắc không tắc lắm.
Trên này có mấy điểm cân cũng toàn điểm rẻ thôi. Tắt đường rất là nhiều. Bà con nào mà vải dân Lục Ngạn năm nay rất mong là Trung Quốc mở cửa biên để bà con được để các xe hàng được thông quan nhanh chóng để sang qua biên giới một cách thuận lợi để bà con làm vải được vải Lục Ngạn được bán được mùa và qua những quá trình làm ăn trăm cây rất là vất vả nên là mong Trung Quốc mở cửa ra để bà con nông dân bán vải được dễ dàng hơn. Bà con nông dân Lục Ngạn rất mong muốn là như vậy, bởi vì quả vải làm xong chăm sóc phân thuốc sâu công sức mệt ra mà không được giá thì không bỏ làm. Mấy năm nay Trung Quốc làm ngặt biên giới quá như thế này thì cửa khẩu như thế này thì bà con rất là ái ngại, rất lo lắng về những cái mặt hàng của mình làm ra có bán được thuận lợi hay không. Các bạn xem kênh thì chia sẻ ủng hộ kênh, đăng ký kênh cho mình, chia sẻ video cho mình để toàn thể các bà con trong nước cũng như ngoài nước để xem được cái video này, biết được cái mong muốn của bà con nông dân Lục Ngạn. Để cùng nhau giúp bà con nông dân Lục Ngạn phát chơi bán làm ăn thuận lợi và bán được cái quả vải do công sức của mình làm ra. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Chào các bạn. Các bạn hãy để lại bình luận để mình tương tác lại kênh cho các bạn. Chúc bạn thành công. Mình đến đây mình quay video đây. Chào các bạn nhé.